Bước thứ 5, nhập kho thành phẩm sản xuất ra. Quý vị vào phân hệ kho, chọn tab nhập xuất kho, nhấn thêm, chọn nhập kho. Quý vị chọn loại chứng từ là thành phẩm sản xuất, hàng bán bị trả lại hay là khác, nguyên vật liệu thừa, hàng hóa thuê gia công. Chọn loại chứng từ là thành phẩm sản xuất. Sau đó nhập số lệnh sản xuất. Quý vị có thể chọn lệnh sản xuất từ danh sách hoặc nhập trực tiếp số lệnh sản xuất ngay tại đây, hoặc kích đúp vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm. Chọn khoảng thời gian, nhấn lấy dữ liệu, tích chọn lệnh sản xuất cần nhập kho, nhấn đồng ý. Phần mềm tự động lấy thông tin về thành phẩm nhập kho từ lệnh sản xuất vào phiếu nhập kho. Quý vị kiểm tra lại các thông tin, sau đó khai báo các thông tin còn thiếu và số lượng thành phẩm hoàn thành được nhập kho. Lưu ý, quý vị cần chọn đối tượng tập hợp chi phí tương ứng. Khai báo xong thông tin, quý vị nhấn cất. Đơn giá của thành phẩm nhập kho sẽ được phần mềm tự động tính và cập nhật sau khi thực hiện xong việc tính giá trên phân hệ giá thành.